số giá trị của theta trong khoảng từ âm pi phần 2 đến pi phần 2, không bao gồm hai giá trị đó vì chúng ta dùng ngoặc tròn ở đây, để theta không bằng n pi phần 5. Vì nó không phải số lần nhân với 1 phần 5 cho n bằng 0 cộng hoặc trừ 1 cộng hoặc trừ 2, và tan của theta bằng với cotan của 5 theta. Đồng thời sin của 2 theta bằng với cos của 4 theta. Chúng ta phải tìm ra số giá trị của theta thỏa mãn tất cả những điều này. Từ đầu có vẻ như chúng ta cần phải giải ra các giá trị theta và chuyển đổi giữa sin và cosin. Đó cũng là điều chúng ta đã làm với tan và cotan, từ từ chúng ta sẽ làm đến đó. Và có thể bạn đã biết, nếu bạn làm kiểm tra dưới áp lực thời gian, mình không khuyến khích bạn chứng minh lại các công thức lượng giác từ các nguyên tắc đầu tiên, nhưng vì mục đích giáo dục, mình luôn chứng minh lại. Mình sẽ vẽ một tam giác vuông ở đây. Nếu bạn có bao giờ thi IIT JEE, mình khuyến khích bạn thuộc lòng các công thức lượng giác. Nhưng giả sử mình có một tam giác vuông và hãy gọi đây là theta. Từ đó góc này ở đây, đây sẽ là pi phần 2 trừ theta nếu chúng ta tính theo radian. 90 độ ở đây là pi phần 2. Toàn bộ tam giác ở đây có tổng các góc là 180 độ là pi. Vậy đây là pi phần 2. Vì hai góc này cộng lại phải bằng nửa pi phần 2 còn lại. Và đây là pi phần 2 trừ theta. Hãy nghĩ về cos của theta là gì? Cos của theta, công thức lượng giác, cos của theta là cạnh này. Hãy gọi đây là A, B và C. Đây sẽ là cạnh liền kề. Vậy cos là cạnh kề, để mình viết nó xuống công thức lượng giác. Cos là cạnh kề trên cạnh huyền. Vậy cos của theta là B phần C kề trên huyền bằng với B phần C. Nhưng B phần C còn bằng gì nữa? Nếu chúng ta nhìn góc này ở đây, từ góc này B là cạnh đối. Vậy đó là đối trên huyền. Đối với góc độ của góc này, vậy nó cũng sẽ bằng với sin của pi phần 2 trừ theta. Vậy chúng ta có công thức chính đầu tiên ở đây, rằng cos của theta bằng với sin của pi phần 2 trừ theta. Và chúng ta sẽ làm ngược lại, sử dụng lập luận tương tự để có được sin của theta bằng với cos của pi phần 2 trừ theta. Điều đó khá hữu ích khi chúng ta cố giải ra phương trình này ở đây. Và chúng ta còn có thể sử dụng nó để giải điều này, vì nếu mình viết cotan của 5 theta để mình viết nó ra, về cotan của, không phải cos, cotan của 5 theta, đây là điều tương tự. Cotan của 5 theta là điều tương tự với cos của 5 theta phần sin của 5 theta. Đó chỉ là một phần tan. Và đây cũng giống như thế, mình có thể đổi cos thành sin bằng công thức trên này. Đây là sin của pi phần 2 trừ 5 theta. Phần cos của pi phần 2 trừ 5 theta. Và ở đây mình chỉ sử dụng công thức này. Điều này giống với tan của pi phần 2 trừ 5 theta. Và vì dù gì chúng ta cũng phải giải ra phương trình này, và chúng ta muốn chắc chắn rằng chúng ta có tất cả nghiệm của phương trình này. Một điều bạn có thể muốn nhớ là khi bạn lấy tan của một góc, mình sẽ vẽ hình tròn lượng giác ở đây. Vậy nếu mình có góc, để mình vẽ các trục ra. Giả sử đây là theta. Bạn có lẽ đã nhớ rằng theta cơ bản là hệ số góc của đường được vẽ. Đó là đối trên kề, đó là hệ số đường được vẽ. Hoặc là trên bán kính của hình tròn lượng giác. Vậy theta này sẽ có tan giống với khi chúng ta cộng 180 độ, hoặc nếu chúng ta cộng pi vào đây. Vậy nếu bạn cộng pi, bạn có theta cộng pi. Vậy toàn bộ góc này ở đây là theta cộng pi. Và tan của nó sẽ cũng giống như vậy. Đó là hệ số góc của bán kính và cũng sẽ tương tự như vậy. Vậy bạn có thể cộng nhiều số lần của pi vào giá trị tan và bạn sẽ có được giá trị như nhau. Để mình cho vài số lần của pi ở đây, để chắc chắn rằng chúng ta có được tất cả các nghiệm. Và từ đó với điều này, chúng ta đã có thể giải ra phương trình đầu tiên ở đây. Chúng ta có thể quan tâm tới các điều kiện khác sau đó. Vậy tan của theta bằng với cotan của 5 theta. Vậy chúng ta có thể viết tan của theta sẽ bằng với
Và thay vì viết cotan của 5 theta, chúng ta có thể viết bằng với tan của pi phần 2 trừ 5 theta cộng số lần nguyên của pi. Vậy tan của điều này bằng với tan của điều đó, những điều này có thể bằng nhau. Vậy chúng ta được theta bằng với pi phần 2 trừ 5 theta cộng np. Hoặc ít nhất điều này có thể bằng khi bạn lấy tan của nó. Nó sẽ bằng với tan của một trong hai điều giống nhau, hoặc chúng ta có thể cộng số lần của p vào đó. Bạn có thể xem nó theo hai cách, nhưng bây giờ chúng ta cần phải giải ra điều này. Chúng ta có thể cộng 5π vào cả hai vế của phương trình. Chúng ta được à không, cộng 5 theta vào cả hai vế của phương trình. Chúng ta đang cộng vào cả hai vế. Vậy bạn có 6 theta bằng với pi phần 2 trừ np trừ số lần của pi, à không, cộng số lần của pi. Có một dấu cộng ở đây, chia cả hai vế cho 6. Mình có theta sẽ bằng với pi phần 12 cộng n nhân pi phần 6. Hoặc để làm cho việc cộng phân số dễ hơn, điều này giống với pi phần 12 cộng 2. Để mình viết nó thế này, cộng 2n pi phần 12. Điều này tương tự với n pi phần 6, mình chỉ nhân tử và mẫu cho 2. Và đó là điều tương tự. Bạn có thể tưởng tượng một hệ số ở đây. Điều này tương tự với 2n cộng 1 nhân pi phần 12. Vậy đó là toàn bộ nghiệm của phương trình đầu tiên. Ở ngay đây, bây giờ hãy làm điều tương tự với phương trình thứ hai. Từ đó bạn sẽ thấy chúng ta có các điểm tương đồng trong khoảng này và chúng ta sẽ lấy tất cả những điều thỏa mãn điều kiện ở đây. Vậy phương trình thứ hai để mình viết nó ở đây. Chúng ta có sin của 2 theta. Để mình viết nó ở đây trước. Cos của 4 theta. Vậy cos của 4 theta là gì? Cos của 4 theta sử dụng lập luận tương tự sẽ bằng với sin của pi phần 2 trừ theta. Và tất nhiên khi chúng ta lấy một sin hoặc cos hoặc bất kỳ công thức lượng giác hay hàm số lượng giác của bất kỳ góc nào, chúng ta đều sẽ có được giá trị tương tự nếu chúng ta cộng số lần của 2π. Để mình cộng số lần của 2π ở đây để chắc chắn rằng chúng ta biết được tất cả các nghiệm. Vậy cos của 4 theta sẽ bằng với điều này. Để mình làm nó cẩn thận hơn. Cos của 4 theta sẽ không bằng với pi phần 2 trừ theta, đó là cos của theta. Nếu đó là cos của 4 theta, đó là pi phần 2 trừ 4 theta cộng số lần của 2π. Vậy cộng 2πn. Vì rõ ràng bạn cộng số lần của 2π, bạn sẽ được góc giống với trước đó. Vậy bạn quay lại với phương trình ở trên đây, bạn có sin của 2 theta bằng với cos của 4 theta. Nghĩa là giống với điều này ở đây, bằng với sin của pi phần 2 trừ 4 theta cộng 2πn. Vậy những điều này cho giá trị giống nhau, vậy hãy cho chúng bằng nhau. 2 theta bằng với pi phần 2 trừ 4π cộng 2πn. Hãy cộng 4π vào cả hai vế của phương trình. Chúng ta có 6 theta. 6 theta sẽ bằng với pi phần 2. Vậy ở đây triệt tiêu cộng 2πn. Vậy chia cả hai vế cho 6. Chúng ta có theta bằng với pi phần 12 cộng pi phần 3n. Hai chia 6 sẽ là pi n phần 3. Bây giờ chúng ta lấy mẫu số chung để rút gọn mọi thứ. Chúng ta có phần 12, chúng ta có pi ở đây. Pi n phần 3 sẽ giống với cộng 4n pi phần 12. Hoặc chúng ta có thể viết nó bằng với 4n cộng 1 nhân pi phần 12. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần xem điểm tương đồng giữa hai nghiệm này. Nhớ rằng chúng ta chỉ cần đếm số nghiệm, chúng ta không cần tìm ra các nghiệm. Và thật ra nếu bạn đủ sáng suốt và nhẩm trong đầu, bạn có thể đã biết có bao nhiêu giá trị giữa âm pi phần 2 và pi phần 2. Nếu bạn nhớ đó là khoảng mà chúng ta đang làm, giữa âm pi phần 2 và pi phần 2 không bao gồm chúng.
Và từ đó bạn có thể tìm ra, và thực ra mỗi điều này sẽ là một trong những thứ này. Bởi vì mặc cho n bạn cho là bao nhiêu, nếu bạn cho n bằng với gấp đôi điều này, bạn sẽ được điều tương ứng. Và những điều này sẽ trở thành những điều ở đây. Bất cứ điều gì thỏa mãn phương trình này cũng sẽ thỏa mãn phương trình ở đây. Vì thật ra chúng ta có thể đếm có bao nhiêu giá trị ở đây, nhưng để làm rõ nó, mình sẽ tìm tất cả các giá trị thỏa mãn phương trình này, và sau đó chúng ta xem có bao nhiêu giá trị cũng thỏa mãn phương trình này. Cách làm nhanh là chỉ tìm các giá trị thỏa mãn điều này hoặc đếm các giá trị thỏa mãn điều này, và bạn đã giải ra vấn đề. Và hãy cứ đếm, hãy bắt đầu tại n bằng 0. Nếu n bằng 0 và mình dùng n ở trên này, mình sẽ không viết nó ra. Nếu n bằng với 0, chúng ta có pi phần 12. Nếu n bằng 1, chúng ta có 3 pi phần 12. Nếu n bằng 2, chúng ta có 5 pi phần 12. Và chúng ta không thể có n bằng 3, bởi vì nếu n bằng 3, điều này sẽ là 7 pi phần 12, sẽ lớn hơn pi phần 2, lớn hơn 6 pi phần 12, thì chúng ta không nhận giá trị đó. Chúng ta cũng có thể có âm n, chúng ta có thể có âm n. Nếu n là âm 1, vậy đây trở thành âm pi phần 12. Nếu n là âm 2, đây sẽ là âm 3 pi phần 12. Và nếu n là âm 3, đây sẽ là âm 5 pi phần 12. Một lần nữa, chúng ta không thể lấy n bằng âm 4, vì chúng ta sẽ có âm 7 pi phần 12, nó không nằm trong khoảng. Và điều đó thỏa mãn phương trình trên này. Bây giờ giá trị nào tương đồng với điều trên này? Hãy lấy n bằng 0, chúng ta có pi phần 12. Nếu n bằng 1, chúng ta có 5 pi phần 12. Chúng ta không thể cho n bằng 2 vì nó sẽ ra khỏi khoảng, nó sẽ lớn hơn pi phần 2. Nếu n bằng với âm 1, chúng ta có âm 3 pi phần 12. Nếu n bằng với âm 2, đây là âm 8. Chúng ta có âm 7 pi phần 12, nhỏ hơn âm pi phần 2, và điều đó không tính. Vậy có 3 nghiệm, hoặc ở đây chúng ta có 3 nghiệm, 1, 2, 3 nghiệm, và không có nghiệm nào thỏa mãn điều này. Không có số lần nào của n lớn hơn 5. Vậy đáp án của chúng ta là 3. Và bạn đã có thể làm phương trình thứ hai ở đây, và bạn nhận ra rằng bất kỳ điều gì ở phương trình trên này sẽ là nghiệm của phương trình dưới này, và bạn đã có thể đếm các nghiệm là đã hoàn tất rồi.